Xin chào các bạn đến với kênh Xương Dòng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nam diễn viên kỳ cựu TVB, La Lạc Lâm. Ông nổi tiếng trong các phim của Hồng Kông như trong phim Thần Điêu Đại Hiệp 1976 ông trong vai Dương Quá, trong phim Đại Thời Đại ông trong vai Cổ Thần Diệp Thiên, trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ ông trong vai Nhậm Ngã Hành, Nữ Quyền ông trong vai Mạc Bình, hay Mạnh Lệ Quân ông trong vai Lưu Tiệp, Bước Qua Danh Giới một ông trong vai cha của hiệp sĩ Mù Văn Thần Hiệp, Mái Ấm Gia Đình bốn ông trong vai ông Long Lớn. Chúng ta tìm hiểu về các vai diễn và cuộc sống hiện tại của ông ấy nhé. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh Xương Dòng Channel nhé. Đừng có suy nghĩ gì nữa. Đợi cho tới 2 giờ công bố rồi tính sao hả? 2 giờ. Bộ anh ăn chắc sao? Đồ ngu. Tôi phải liều một phen. Anh thì đã hết thuốc chữa rồi. Thái tử Long Dương đem hồn của y về cất giữ, y mới có thể ở lại dương gian. Bây giờ nỗi oan đã giải rồi, thù cũng đã trả xong, đã đến lúc trở về nơi âm ti địa phủ rồi. Hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của trẫm. Qua tôi quên qua lên lại. Đừng nói vậy. Lần này Thái Ngạc ông lên kinh, thật sự không có ý đầu hàng. Thái Ngạc binh hành hiểm trá, đến kinh thành là sự đánh cực lớn nhất trong đời tôi. Nửa năm sau, Tây Bá Hầu Cơ Xương do bệnh nặng qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Khương Tử Nha tuân theo di mệnh của Cơ Xương, đưa con thứ hai của ông ta Cơ Phát kế tục Tây Bá Hầu. Chú! Chú Bình! Ông Long Lớn cuối cùng cũng đã được ông trở về. Ông Long Lớn, ông trở về thì hay quá. Cảm ơn. Chào mừng trở về ông. La Lạc Lâm tên tiếng Anh là Lo Lát Lam, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1948, là một diễn viên nhân vật Hong Kong kỳ cựu, hiện thuộc quyền quản lý của TVB. Nam diễn viên đa năng đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình Hồng Kông từ những năm 1970. Anh ấy đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình đến nỗi anh ấy được quốc tế gọi là nam diễn viên chết 5 lần trong một ngày hoặc 24 giờ. Khi năm bộ phim anh ấy đóng vai chính được phát sóng cùng ngày cho thấy anh ấy trong những cảnh hấp hối. La Lạc Lâm nguyên quán ở tỉnh Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. La Lạc Lâm sinh ra ở Hồng Kông thuộc Anh. La Lạc Lâm cùng gia đình nhập cư vào Ma Cao năm 14 tuổi. Anh là con một trong gia đình và đã tham gia huấn luyện bóng bàn nghiệp dư ở trường thể thao khi còn học tiểu học. Trong quá trình học, La Lạc Lâm tiếp xúc với Mai Thái do người thân của anh là Hoa Kiều tại Thái Lan, đồng thời học thư pháp và chơi violin. Khi La Lạc Lâm đến Hồng Kông để phát triển, anh và bố định cư ở Bát Giác, Hồng Kông. Một trong những công việc đầu tiên của anh ấy là làm việc tại một nhà máy nhựa của một người họ hàng và phụ xe cùng các tài xế xe tải trong quá trình giao hàng. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh làm trưởng đoàn du lịch tại công ty du lịch của cha mình và cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch. Năm 1969, La Lạc Lâm 21 tuổi đăng ký tham gia lớp đào tạo thứ 9 của nhà hát thử nghiệm Thiệu Thị Huynh Đệ cùng với bạn bè của mình. Bạn học của anh lúc đó là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hồng Kông 9 tuổi Ngô Hương Luân. Khi La Lạc Lâm ghi danh vào lớp đào tạo, anh đã đóng vai một vũ công nhảy hiện đại trong bộ phim Tiểu Sát Tinh của đạo diễn Trương Triệt năm 1970. Cùng năm đó, anh được đề nghị làm việc trong bộ phận sản xuất của Thiệu Thị Huynh Đệ vì được Trương Triệt đánh giá cao. Anh từng tham gia bấm máy một số phim văn học nghệ thuật như phim Niên Khinh Nhân, Tiểu La năm 1972 trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình. Vì muốn thực hiện các bộ phim võ thuật,
La Lạc Lâm đã hủy hợp đồng đóng phim 5 năm với hãng Thiệu Thị Huynh Đệ vào đầu năm 1972 và chuyển sang Phú Quốc Picture Film Company. Ngay sau đó, Phú Quốc Picture bất ngờ đóng cửa. Với tư cách là một diễn viên đặc biệt, La Lạc Lâm đã tham gia một số bộ phim tiếng Quảng Đông như series phim Tuổi Thanh Xuân 15 và Đôi Mươi, một tập của đài TVB sản xuất năm 1976, được chính thức phát truyền hình vào năm 1975. Năm 1975, anh gia nhập giai nghệ điện thị CTV hay còn gọi là đài truyền hình thương mại. CTV hiện nay đã không còn tồn tại. La Lạc Lâm đã được giới thiệu với các lãnh đạo cấp cao của giai nghệ điện thị CTV như Nhạc Di Linh, Tiêu Sinh, Lý Huệ Dân và những người khác, và họ đã cho anh cơ hội thử vai cho bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp. Đầu năm 1976, La Lạc Lâm và Lý Thông Minh là hai diễn viên đầu tiên đóng Dương Quá, Tiểu Long Nữ trên phim truyền hình của giai nghệ điện thị CTV. So với các phiên bản khác, đôi diễn viên này không nổi tiếng bằng, song khi ra mắt lần đầu ở Hồng Kông năm 1976, phim được đón nhận nồng nhiệt. Ngoài La Lạc Lâm và Lý Thông Minh, phim có sự tham gia của Mễ Tuyết, Trịnh Du Linh, Bạch Bưu. Sau khi giai nghệ điện thị CTV kết thúc hoạt động vào năm 1978, La Lạc Lâm ký hợp đồng với tư cách là một nghệ sĩ với đài truyền hình châu Á, ATV. Anh tham gia phim Thiên Tầm Biến, Đại Nội Quân Anh, Thái Cực Trương Tam Phong, Tần Thủy Hoàng, vân vân. Năm 1985, La Lạc Lâm tham gia phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, phim gồm 20 tập do ATV sản xuất. Đây là một bộ phim dựa trên nguyên tác của Cổ Long. La Lạc Lâm trong vai Yến Nam Phi. Cho đến năm 1989, La Lạc Lâm được Phùng Mỹ Cơ mời chuyển sang TVB. Năm 1990, La Lạc Lâm ký hợp đồng với TVB. Năm 1990, La Lạc Lâm đóng vai cảnh sát Tưởng Định Bang trong phim Giọt Máu Thiện Ác. Phim Giọt Máu Thiện Ác gồm 40 tập do TVB sản xuất. Năm 1992, La Lạc Lâm trong vai Diệp Thiên, người đóng vai bạn cũ của Phường Tiến Tân do Lưu Tùng Nhân đóng trong bộ phim truyền hình Đại Thời Đại với sự tham gia của Trịnh Thiếu Thu trong vai Đinh Giải, đã truyền bí quyết kinh doanh chứng khoán cho Phương Triển Bác do Lưu Thanh Vân đóng, và hình ảnh của La Lạc Lâm ấy có chút điên rồ. Phim Đại Thời Đại gồm 40 tập do TVB sản xuất. Cổ thần Diệp Thiên, người là điên do cổ phiếu. La Lạc Lâm đã từng trao tặng nhân vật chính Phương Triển Bác do Lưu Thanh Vân đóng kinh nghiệm chứng khoán và dạy Phương Triển Bác một bài thơ kỳ lạ trước khi chết. Đây được gọi là phương pháp chiến thắng cổ phiếu. Năm 1995, La Lạc Lâm đóng vai chính trong Nợ Tình Chưa Phai, đóng vai kẻ trục lợi vô lương tâm Cao Chấn Hào. Phim Nợ Tình Chưa Phai gồm 40 tập do TVB sản xuất. Năm 1996, La Lạc Lâm tham gia phiên bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ của Lữ Tụng Hiền, Lương Nghệ Linh. La Lạc Lâm vào vai giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành, một kẻ kiêu căng ngạo mạn, thua mình và đầy tham vọng. Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ dựa theo tác phẩm của Kim Dung, phim gồm 40 tập do TVB sản xuất. Năm 1998, La Lạc Lâm tham gia trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký 2, anh trong vai Trần Quang Nhụy. Trần Quang Nhụy là quốc vương Ok và là cha của Đường Tam Tạng, là ân nhân của Long Vương ở sông Thanh Thủy. Trần Quang Nhụy chết trong tập 33. Phim Tây Du Ký 2 gồm 42 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Giang Hoa, Trần Hạo Dân, Mạch Trường Thanh, Lê Diệu Tường. Năm 1999, La Lạc Lâm đóng vai cha của Quách Tấn An là Mã Thành Tài trong phim Thử Thách Nghiệt Ngã với sự tham gia của La Gia Lương, Quách Tấn An, Trần Cẩm Hồng và Cổ Thiên Lạc, và La Lạc Lâm đóng cặp với Hàng Mã Lợi. Phim Thử Thách Nghiệt Ngã gồm 107 tập do TVB sản xuất. Năm 2001, La Lạc Lâm tham gia trong bộ phim truyền hình Đắc Kỷ Chủ Vương, anh trong vai Cơ Xương hay còn gọi là Tây Bá Hầu, Chu Văn Vương. Tây Bá Hầu là một trong bốn tứ đại thiên vương. Tập 26, Tây Bá Hầu khởi binh phạt chủ lấy quốc hiệu Chu. Tập 39, Tây Bá Hầu chết vì bệnh. Phim Đắc Kỷ Chủ Vương gồm 40 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Diệp Tuyền, Trần Hạo Dân, Ôn Bích Hà. Năm 2002, La Lạc Lâm tham gia trong bộ phim truyền hình Bức Màn Bí Mật 2, anh trong vai Triển Bộ Đầu. Phim có sự tham gia của Xạ Thi Mạn, Âu Dương Chấn Hoa. Phim Bức Màn Bí Mật 2 gồm 22 tập do TVB sản xuất. La Lạc Lâm tham gia bộ phim truyền hình Mạnh Lệ Quân năm 2002, phim gồm 32 tập do TVB sản xuất. La Lạc Lâm trong vai Lưu Tiệp là mệnh quan triều đình. Lưu Tiệp là cha của Lưu Khuê Bích và Lưu Yến Ngọc. Sau đó bị Lưu đày vì xúc phạm cửu vương gia Hốt Ca Xích do Liêu Khải Chí đóng, và sau đó được tuyên bố trắng án cùng gia đình trở về quê sinh sống.
năm 2003, La Lạc Lâm tham gia bộ phim cổ trang Trường Bình Công Chúa với sự tham gia của Xà Thi Mạn và Mã Tuấn Vĩ, và đóng vai lại bộ Thượng Thư Châu Hưng, cha của Châu Thế Hiển do Mã Tuấn Vĩ thủ vai. Phim Trường Bình Công Chúa gồm 32 tập do TVB sản xuất. Tháng 3 năm 2004, La Lạc Lâm tham gia bộ phim cổ trang Cuộc Chiến Khốc Liệt hay còn gọi là Huyết Chiến Tình Thù, đóng vai Tư Mã Tín. Phim Cuộc Chiến Khốc Liệt gồm 42 tập do TVB sản xuất với sự tham gia của Trịnh Thiếu Thu, Lâm Phong, Ung Minh Thuyên. Vào tháng 7 năm 2004, trong bộ phim Võ Thuật Song Long Đại Đường với sự tham gia của Lâm Phong và Ngô Trác Hy, Dương Di, La Lạc Lâm đã vào vai lãnh chúa Nam Tống, Tống Khuyết. Phim Song Long Đại Đường gồm 42 tập do TVB sản xuất. Năm 2006, La Lạc Lâm tham gia phim Bố Y Thần Tướng diễn vai Vô Tương Tử là sư phụ của Lã Bố Y do Lâm Văn Long đóng, xuất hiện trong giấc mơ của Lã Bố Y, chết vì nôn da máu trong phim trong tập 5. Phim Bố Y Thần Tướng gồm 30 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Lâm Văn Long, Lâm Phong, Dương Di. Năm 2009, La Lạc Lâm tham gia bộ phim truyền hình Oan Trái Tình Nồng hay còn gọi là Thái Ngạc và Tiểu Phụng Tiên. La Lạc Lâm đóng vai Tổng thống Viên Thế Khải, đóng cùng Lưu Tùng Nhân trong vai Thái Ngạc. Phim Oan Trái Tình Nồng gồm 20 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Lưu Tùng Nhân, Châu Hải My, Lâm Gia Hoa, Mã Quốc Minh, Điền Nhị Ni, Thang Doanh Doanh, Lương Tĩnh Kỳ. Năm 2011, trong phim Nữ Quyền, La Lạc Lâm trong vai Mạc Bình. Mạc Bình bị Lôi Cương đánh thổ huyết tử vong ở tập 22. Phim Nữ Quyền gồm 32 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Huỳnh Đức Bân, Huỳnh Hạo Nhiên, Huỳnh Tông Trạch, Khương Đại Vệ, La Lạc Lâm, Lâm Gia Hoa, Lưu Tuyền, Mã Quốc Minh, Nhạc Hoa, Quang Lễ Kiệt, Trần Pháp Lai, Trần Quốc Bang, Tưởng Chí Quang. Năm 2011, La Lạc Lâm tham gia phim Sóng Gió Vương Triều. La Lạc Lâm đóng vai Hoàng đế Chu Nguyên Chương và Băng Hà vì bệnh ở tập 3. Phim Sóng Gió Vương Triều gồm 30 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Mã Đức Trung, Tạ Thiên Hoa, Từ Tử Sang. Năm 2011, La Lạc Lâm đóng vai Tưởng Hồng, một tên xã hội đen trong trường học Mật Cảnh. Tưởng Hồng là cha của Tưởng Tiến, là thương nhân, đồng thời là thành viên hội phụ huynh trường trung học Lâm Thiên Quang, từng là trùm băng đảng xã hội đen Đông Thăng. Phim Trường Học Mật Cảnh gồm 30 tập do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của Trung Gia Hân, Trần Hào, Dương Di. Năm 2013, La Lạc Lâm tham gia bộ phim cổ trang Trở Về Tam Quốc hay còn gọi là Hồi Đáo Tam Quốc. La Lạc Lâm đóng vai Tào Tháo. Phim Hồi Đáo Tam Quốc gồm 25 tập do TVB sản xuất. Phim Hồi Đáo Tam Quốc có sự tham gia của Lâm Phong, Mã Quốc Minh, Trần Hào, Âu Thoại Vĩ, Dương Di, Tăng Vĩ Quyền. Vào tháng 8 cùng năm 2012, La Lạc Lâm tham gia bộ phim Cảnh Sát Danh Giới Thiện Ác hay còn gọi là Lôi Đình Tảo Độc. Anh trong vai cảnh sát Trịnh Chí Thành bị Bá Khôn uy hiếp và trở thành hát cảnh. Trịnh Chí Thành là chồng của Đinh Tiểu Vi và tập 30 đã tự thú và bị đi tù. Phim Danh Giới Thiện Ác gồm 30 tập do TVB sản xuất. Phim Danh Giới Thiện Ác có sự tham gia của Lâm Phong và Miêu Kiều Vĩ, Từ Tử Sang. Năm 2014, La Lạc Lâm tham gia bộ phim Hàng Sơn Tìm Long. Anh trong vai Hùng Phong là bang chủ của Tụ Long Bang. Cha của Hùng Thập Cửu sau đó đã hỗ trợ Triệu Tồn Đoan chống lại Phượng Nam Thiên. Phim Hàng Sơn Tìm Long gồm 30 tập do TVB sản xuất. Phim Hàng Sơn Tìm Long có sự tham gia của Mã Quốc Minh, Lý Thi Hoa, Lâm Hạ Vi. Năm 2017, La Lạc Lâm tham gia bộ phim Bước Qua Danh Giới 1. Anh trong vai Văn Căn Ưng. Văn Căn Ưng hay còn gọi là Chú Văn. Văn Căn Ưng là cha của Văn Thân Hiệp, Văn Vĩ Hiên, Văn Y Đình, bị Văn Thân Hiệp hận cuối cùng hai cha con đã hòa giải. Văn Căn Ưng là chủ của chú chó Golden. 30 năm trước, anh đã ngủ gật khi lái xe và gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến Văn Thân Hiệp bị mất thị lực, sau đó bị bạn gái ép phải bỏ rơi Văn Thân Hiệp. Văn Căn Ưng xuất hiện trong ký ức của Văn Thân Hiệp trong tập 2 và chính thức xuất hiện ở tập 13. Trong tập 14, Văn Thân Hiệp làm đơn xin không được hỗ trợ để cắt đứt mối quan hệ với anh. Trong tập 15, Cốc Nhất Hạ thuyết phục Văn Thân Hiệp cùng chăm sóc Văn Căn Ưng. Trong tập 19, Cốc Nhất Hạ giải thích với Văn Thân Hiệp rằng Văn Căn Ưng đang bị bệnh hiểm nghèo sơ cứng teo cơ một bên, không còn sống được bao lâu. Trong tập 23, Văn Thân Hiệp nói rằng cha anh đã qua đời trong thanh thản.
Năm 2017, La Lạc Lâm tham gia bộ phim Mái ấm gia đình 4. Anh trong vai Long Cẩm Uy hay còn gọi là ông Long Lớn, chủ tịch tập đoàn Tiếp Long và sở hữu trung tâm thương mại Uy Long. Long Cẩm Uy là cha của Long Lực Liên hay còn gọi là Đại Tiểu Thư, Long Lực Sĩ hay còn gọi là Anh Long Nhỏ, Long Lực Vương hay còn gọi là Terry, Long Cảnh Phong. Bộ phim sitcom hài của TVB đã phát sóng tại Việt Nam trên kênh SCTV9 trong khung giờ vàng 5 giờ chiều hàng ngày, từ ngày 7 tháng 6 năm 2018 và còn quay tiếp tục. Năm 2014, La Lạc Lâm đã giành được giải thưởng nam diễn viên chuyên nghiệp tại lễ trao giải của hàng nghìn ngôi sao TVB năm 2014 để khẳng định và tuyên dương những đóng góp, cống hiến của La Lạc Lâm trong làng giải trí. Trong 40 năm diễn xuất, La Lạc Lâm bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì kỷ lục 5 lần chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ trong tháng 4 năm 2011. Hóa ra là từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, TVB đã phát sóng các phim truyền hình nối tiếp Bố Y Thần Tướng, Sóng Gió, Vương Triều, Nữ Quyền, Gia Đình Vui Vẻ, Đồn Cảnh Sát số 7, Mái Ấm Gia Đình 3. Ngoài bộ phim truyền hình Mái Ấm Gia Đình 3 trong 6 bộ phim truyền hình, các nhân vật anh đóng trong 5 bộ phim truyền hình còn lại đều bất ngờ chết lần lượt một cách trùng hợp, làm mới kỷ lục trong lịch sử truyền hình Hồng Kông. Sự việc chất kỳ lạ này đã khiến La Lạc Lâm nổi tiếng bất ngờ và độ nổi tiếng của anh ấy đã vượt qua Lâm Phong và các diễn viên TVB khác. Trên sóng TVB, vào ngày 6 tháng 4 năm 2011, trong phim Sóng Gió Vương Triều năm 2011, La Lạc Lâm đóng vai Hoàng đế Chu Nguyên Chương và Băng Hà vì bệnh ở tập 3. Trên sóng TVB, vào ngày 6 tháng 4 năm 2011 trong phim Nữ Quyền năm 2011, La Lạc Lâm trong vai Mạc Bình bị Lôi Cương đánh thổ huyết tử vong ở tập 22. Trên sóng TVB, vào ngày 7 tháng 4 năm 2011 trong phim Bố Y Thần Tướng năm 2008, La Lạc Lâm diễn vai Vô Tương Tử là sư phụ của Lã Bố Y do Lâm Văn Long đóng, xuất hiện trong giấc mơ của Lã Bố Y, chết vì nôn da máu trong phim trong tập 5. Trên sóng TVB, vào ngày 7 tháng 4 năm 2011, trong phim Đồn Cảnh Sát số 7 năm 2002, La Lạc Lâm vào vai anh lão gà Tôn Toàn, chết vì bệnh do làm việc quá sức. Trên sóng TVB, vào ngày 7 tháng 4 Gia Đình Vui Vẻ năm 2011, La Lạc Lâm vào vai Kim Hoa, bị bệnh mà chết. Có thể nói, sự nghiệp của La Lạc Lâm phát triển đều đặn và ổn định, đời sống tình cảm cá nhân của anh cũng có thể được miêu tả là đầy màu sắc và thời sự. La Lạc Lâm đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 3 cô con gái với 3 người phụ nữ. Vào tuổi 21, La Lạc Lâm cưới vợ. Người vợ đầu tiên là họ hàng xa của gia đình anh họ tôi. Tôi cũng không biết giải thích làm sao mà chúng tôi lại cưới nhau rồi ly dị. Tất cả những gì tôi có thể nói là khi định mệnh tới, bạn không thể gạt nó đi và khi định mệnh kết thúc thì bạn cũng không thể gượng ép giữ nó lại. Sau khi ly dị, La Lạc Lâm gặp nữ diễn viên Trần Bảo Nghi, một nghệ sĩ đồng nghiệp tại Giai Nghệ Điện Thị CTV, cũng là em gái của nữ diễn viên Trần Bảo Châu. Hai người gặp nhau vào năm 1977 khi đóng chung trong bộ phim Hồng Lâu Mộng của Giai Nghệ Điện Thị CTV. Cuộc hôn nhân với Trần Bảo Nghi nổi tiếng và thời sự nhất. Mặc dù có cách biệt lớn về tuổi tác nhưng điều đó không ngăn cản hai người đem lòng yêu nhau sâu sắc. Thế nhưng mối quan hệ này lại vướng phải sự phản đối từ mẹ nuôi của Trần Bảo Nghi, ngôi sao kịch Quảng Châu lừng danh Cung Phấn Hồng. Tôi gọi Cung Phấn Hồng là mẹ và vô cùng kính trọng bà. Đương nhiên mẹ muốn con gái sẽ kết hôn với một người xứng đôi hơn về địa vị và gia cảnh. Mặc dù hồi đó tôi đã có một số vai chính nhưng dốt cuộc vẫn là một diễn viên ít tên tuổi. Tôi không chủ ý làm gì để thay đổi cách nhìn của bà về tôi, bởi một khi mẹ biết tôi rõ hơn, bà sẽ nhận thấy tôi là kiểu người nào. Cá tính của tôi vốn ghét giả tạo, chính vì thế cuối cùng mẹ đã yêu quý tôi như con trai và chúng tôi đều sống rất hạnh phúc. Hai người kết hôn vào năm 1982 và ly thân vào năm 2011. Cái gọi là tính thời sự nằm ở việc La Lạc Lâm và Trần Bảo Nghi đã ly thân vào năm 2011. Điều này trực tiếp chỉ ra rằng cả hai đã ly hôn, điều này cũng gây ra khá nhiều xôn xao vào thời điểm đó. Sau khi ly thân và ly hôn, người ta vẫn sống chung dưới một mái nhà, thậm chí ăn chung bàn, ngày nay vẫn vậy, thế giới bên ngoài vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa hai người, tại sao họ vẫn sống chung với nhau sau khi ly hôn. Hắn chưa bao giờ nhắc tới quá nhiều, loại này hòa hợp tương đối đặc biệt. Cách đây vài ngày, La Lạc Lâm đã đến dự tiệc sinh nhật 37 tuổi của cô con gái nhỏ La Dĩ Chi, hiếm thấy Trần Bảo Nghi cũng có mặt ở đó. Gia đình dường như rất vui vẻ và hạnh phúc, không khác gì một gia đình bình thường, nhất là mối quan hệ giữa La Lạc Lâm và Trần Bảo Nghi thì không có gì giống. Ly hôn là 9 năm. Gần đây, La Lạc Lâm đã được giới truyền thông phỏng vấn và nói về tình cảm và cuộc sống của mình. Điều khá bất ngờ là anh đã lật lại chuyện ly hôn với Trần Bảo Nghi đã đề cập trước đó, và thẳng thắn nói rằng anh không ly hôn với Trần Bảo Nghi.
tình trạng hôn nhân và tình cảm của anh lại trở nên mờ nhạt, và ngay cả giới truyền thông đã phỏng vấn anh vào thời điểm đó cũng phải ngạc nhiên. La Lạc Lâm công khai thừa nhận rằng sau khi ly hôn công khai vào năm 2011, trên thực tế, anh chưa bao giờ ly hôn với vợ của mình, cả hai chỉ mới ly thân. Không có gì khác biệt trong việc ly hôn, đó là họ sống cuộc sống của riêng mình mà không làm phiền nhau, và chế độ hòa hợp này đã được hơn 9 năm. Nói về lý do lì thân, La Lạc Lâm cho biết sau khi kết hôn với Trần Bảo Nghi vào năm 1982, anh nhận thấy mình ngày càng không hòa hợp với đối phương và thường xuyên cãi vã. Sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của nhau, cứ thế hòa thuận lại càng thêm bình yên cho nhau, vậy là đã 9 năm trôi qua. Sau khi lì thân với vợ, La Lạc Lâm có một cuộc sống thoải mái, nhưng anh không bắt đầu một mối quan hệ mới. Mối quan hệ giữa hai người phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, tức là con gái anh. La Lạc Lâm có 3 cô con gái, cả 3 cô con gái đều được sinh ra bởi những người vợ khác nhau. Điểm đặc biệt là 3 cô con gái có mối quan hệ rất tốt với Trần Bảo Nghi nên gia đình rất hòa thuận, giống như cô con gái mà La Lạc Lâm và Trần Bảo Nghi đã sinh ra. La Dĩ Chi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 37 của mình và anh ấy cùng con gái của người vợ thứ hai là Sasa và con gái do người vợ đầu tiên sinh ra, cũng ở trong cùng cảnh tượng. Vì sinh nhật của Sasa và La Dĩ Chi rất gần nhau nên hai người họ ở cùng nhau mừng. Mặc dù mối quan hệ gia đình hiện nay khá phức tạp, 3 cô con gái đều cùng cha khác mẹ, La Lạc Lâm và Trần Bảo Nghi đang ly thân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhau, và gia đình đã khá quen thuộc với cách hòa thuận này. Chắc hẳn nhiều người cũng nghĩ như vậy, vì không có chuyện ly hôn, và họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, chỉ là phân chia nhà, tại sao La Lạc Lâm lại phải làm ầm lên? Đối với La Lạc Lâm, đề nghị ly thân là ý trung thành với anh ấy. Điều anh ấy muốn nhấn mạnh là không muốn làm sai dù ở độ tuổi nào và cũng chẳng sung sướng gì. Vì vậy anh ấy sẽ không phải chịu đựng vì đã già mà chỉ muốn ra đi. Đó là một con đường khác với những người bình thường. Điều quan trọng là anh ấy nghĩ cách hòa hợp này là phù hợp nhất. Vì vậy anh ấy chấp nhận ly hôn bán tinh với Trần Bảo Nghi, còn đối phương sẵn sàng chấp nhận nó. Vì vậy sống chung một nhà không phải là một mánh lới quảng cáo mà là trung thành với lòng mình. Khi La Lạc Lâm đột ngột nổi tiếng, từng xuất hiện tin đồn về những rắc rối trong cuộc hôn nhân của ông với Trần Bảo Nghi. Nhiều nguồn tin tiết lộ hai người sống chung cùng nhau chỉ vì cô con gái chung. Sau đó, La Lạc Lâm lên tiếng thừa nhận ông và Trần Bảo Nghi đã ngủ riêng được một thời gian nhưng khẳng định không có bất cứ rắc rối nào với cuộc hôn nhân của mình. Trở về thời điểm chúng tôi còn đang hẹn hò, tất nhiên tình cảm rất nồng nhiệt và hạnh phúc. Nhưng khi thời gian trôi đi, tình cảm nồng nàn sẽ giảm dần và cho dù tình yêu của chúng tôi từng mãnh liệt cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ trở thành tình thương và tình thương rồi sẽ là bình thường. Có thể nói, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông là xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với 3 đứa con gái cả riêng cả chung, nhưng rốt cuộc tình cảm với vợ Trần Bảo Nghi vẫn nhạt nhẽo. Tôi và bà xã đến độ tuổi này, tình cảm nhất định phai nhạt rồi. Tôi tín ngưỡng đạo Phật, còn bà xã thì đạo Cơ Đốc, tuy vậy, sống với nhau mấy chục năm, tình cảm vợ chồng không thể nào phai mờ. Ngoài đóng phim, La Lạc Lâm không đầu tư hay buôn bán gì, chơi cổ phiếu và mua bán bất động sản thì lại càng mù tịt. La Lạc Lâm chưa bao giờ muốn nghỉ ngơi, ông xác định sẽ đóng mãi cho đến khi hết sức lực, tinh thần không còn minh mẫn, không nhớ nổi kịch bản, lúc đó không muốn về hưu cũng không được, thì ông mới chịu rút lui. Tôi làm suốt mấy chục năm, đến giờ vẫn chưa có tư cách nói về hưu, vì đâu có tiền để dưỡng lão. Lâu nay công việc và thu nhập thường không tương xứng, đâu có dư giả gì. Nam diễn viên chia sẻ. La Lạc Lâm cho biết, vào năm 30 đến 40 tuổi, bất kể thuốc lá, rượu chè hay mạt trược ông đều ham mê, đến bây giờ cái gì cũng bỏ hết, chỉ riêng việc uống rượu là không bỏ được. Ngày thường tôi chỉ ăn uống thanh đạm, những lúc không làm việc bữa trưa tôi ăn chay, còn bữa tối thì đích thân xuống bếp nấu vài món. Nhà có 3 người La Lạc Lâm, bà xã Trần Bảo Nghi và người giúp việc nhưng chỉ có tôi biết nấu nướng. Tôi uống rượu cũng không bao giờ để say, lỡ khi xỉn rồi còn biết đường về nhà. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, thú vui lớn nhất của ông là hẹn 3 cô con gái ra quán cùng nhậu nhẹt vào những lúc rảnh rỗi. Hiện tại sinh hoạt hàng ngày của La Lạc Lâm đều được sắp xếp rõ ràng từng cái một, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đi chợ, mấy giờ về nhà nấu cơm, tất cả được lên lịch sẵn, ông không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn.